Nhá, em hôm nay em thanh lý ba con nọc không khí của hãng Saab bác nhá. Hai con là nên điện nhá, hai con nên điện. Đấy. Thì ba con này em thanh lý giá rất là rẻ cho các bác nhá. Về nghiên cứu chơi. Đấy, vẫn chạy bình thường các bác nhá. Con này vẫn chạy bình thường. Không vấn đề gì cả. Không có phổi các bác nhá. Về mua phổi bỏ vào, phổi con này phổi lớn lắm. Cái phổi này phải dòng S80 mới bỏ vô được nhá. Đấy. Bác có thể về chế chéo cái gì thì gác chế nhá. Đấy, chế quạt chế kiếc gì hoặc là bác nào đang có con như thế này. Con này 57W nhá, 57W. Đấy. Còn tiếp theo con này không lên điện nhá. Đấy. Không lên điện. Con này thì là phổi của nó là phổi bác bỏ phổi của dòng máy Saab S30. S30 vào là bỏ vừa nhá. Phổi nó 150 một phổi. Đấy. Công suất của nó là 29W. Nó nứt một tí sau này. 2010. Đấy. Thêm một con này nữa. Đấy. Là 2006. 29W luôn. Đấy, một cái miếng than này. Đấy, thanh lý ba con này nhá. Đấy. Ba con này luôn. Đấy, bán giá nói chung các bác bèo nhèo thôi, 700.000 các bác nhá. 700.000 ba con. Các bác nào mua thì chuyển khoản cho em nhá. Đấy, hoặc là đặt cọc em gửi hàng đi nhá, đặt cọc 500.000. Ok. Đấy, giá cho vô cùng ship nhá. Ba con này 700. Thank you các bác nhá.